Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin tiếp theo cập nhật về giá sầu riêng sáng nay ngày 28 tháng 7 năm 2023. Thưa các bạn, giá sầu riêng hôm nay ngày 28 tháng 7 duy trì đà tăng cao ở các địa phương. Ghi nhận sáng nay giá sầu riêng xuất khẩu sang Trung Quốc với sầu riêng loại G6 hạng A 65.000 đồng 1 kg, loại cân nặng từ 1,8 tới 5 kg, 2,7 hộc trở lên. Sầu riêng G6 hạng B 50.000 đồng 1 kg, cân nặng từ 1,6 tới 5,5 kg, 2,5 hộc trở lên. Sầu riêng mông thông hạng A 98.000 đồng 1 kg, cân nặng từ 2 tới 5,5 kg, 2,7 hộc trở lên. Sầu riêng mông thông hạng B 85.000 đồng 1 kg, cân nặng từ 1,8 đến 6 kg, 2,5 hộc trở lên. Giá sầu riêng trong nước hôm nay, ngày 28 tháng 7, với sầu riêng G6, mức giá thu mua từ 40.000 tới 65.000 đồng 1 kg, sầu riêng Thái từ 45.000 tới 98.000 đồng 1 kg, sầu riêng Moskva 140.000 tới 150.000 đồng 1 kg. Sáng nay, giá sầu riêng tại khu vực Tây Nguyên ghi nhận sầu riêng G6 hàng đẹp lựa, mức giá thu mua từ 50.000 tới 65.000 đồng 1 kg. Sầu riêng G6 xô 40.000 tới 50.000 đồng 1 kg. Sầu riêng Thái Dona đẹp lựa 80.000 tới 97.000 đồng 1 kg. Sầu riêng Thái Moso 45.000 tới 75.000 đồng 1 kg. Như vậy tăng nhẹ so với ngày hôm qua với sầu riêng Thái. Tại khu vực các tỉnh Đông Nam Bộ, sáng nay ngày 28 tháng 7, sầu riêng Moskva 140.000 tới 150.000 đồng 1 kg. Sầu riêng G6 đẹp lựa 50.000 tới 65.000 đồng 1 kg. Sầu riêng G6 xô 40.000 tới 50.000 đồng 1 kg. Sầu riêng Thái Lan Dona đẹp lựa 79.000 đồng tới 96.000 đồng 1 kg. Sầu riêng Thái Moso 45.000 tới 75.000 đồng 1 kg. Bảng giá sầu riêng khu vực miền Tây hôm nay ngày 28 tháng 7 với sầu riêng G6 đẹp lựa, mức giá thu mua từ 50.000 tới 65.000 đồng 1 kg. Sầu riêng G6 xô 40.000 tới 50.000 đồng 1 kg. Sầu riêng Thái Dona đẹp lựa 80.000 tới 96.000 đồng 1 kg. Sầu riêng Thái Moso 45.000 tới 75.000 đồng 1 kg. Thưa quý vị và các bạn, nghiện sầu riêng, người dân Trung Quốc háo hức chờ nếm đợt sầu riêng tự trồng đầu tiên. Người Trung Quốc cực kỳ nghiện sầu riêng, mỗi năm nhập gần 1 triệu tấn sầu riêng nhưng giá quá đắt. Tại Trung Quốc, sầu riêng được mệnh danh là vua của trái cây, ai cũng thích nhưng cứ phải lắc đầu than thở vì giá nhập khẩu quá đắt. Quốc gia này đã tiến hành trồng thử nghiệm đại trà trên đảo Hải Nam với quy mô lớn. Mới đây, những cây sầu riêng đã cho đợt quả chín đầu tiên và bắt đầu được giao bán, thu hút sự chú ý của người tiêu dùng trong nước. Bấy lâu nay, giá sầu riêng nhập khẩu ở Trung Quốc liên tục tăng mạnh do nhu cầu cao kèm chi phí vận chuyển tốn kém. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, sầu riêng tươi nhập khẩu vào nước này trong những năm gần đây không hề có xu hướng giảm. Trong năm 2021, đất nước tỷ dân đã nhập khẩu 821.600 tấn sầu riêng tươi. Năm 2022, con số này tăng lên thành 825.000 tấn. Trong quý 1 năm 2023, Trung Quốc tiếp tục nhập khẩu 507 triệu đô la sầu riêng tươi, tăng 100% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sầu riêng Thái chiếm hơn một nửa. Năm 2023, Thái Lan dự kiến xuất khẩu không dưới 700.000 tấn sầu riêng tươi sang Trung Quốc. Ngoài ra, với việc khai trương tuyến đường sắt Lào-Trung Quốc, sầu riêng và các loại trái cây nhiệt đới khác ở Đông Nam Á sẽ được vận chuyển rẻ và nhanh hơn. Trước đây, sầu riêng tươi vận chuyển vào Trung Quốc bằng đường biển mất 7 ngày, đường bộ mất 5 ngày. Với tuyến đường sắt này, sầu riêng tươi chuyển từ Thái Lan sang Côn Minh, Trung Quốc chỉ mất 3 ngày. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi những thông tin cập nhật giá sầu riêng sáng nay. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.